Go TV thì báo sai pass. Giờ mình chỉ còn mỗi clean sheet thôi. Trận đấu bắt đầu rồi. Xuất bài bên phía Cityside trước đó là Team Astralis, trong khi đó bên phía T-side đó là Fnatic. Và bây giờ, vâng, một quả flash mid rất sớm. Bây giờ thì CP đang rất tự tin ở vị trí này. Bắn 2B. Vâng, CP đang đối đầu với ai? Đó là Olof Meister. CP vẫn đang còn 5 viên. Với đối với pro player thế giới thì 5 viên USP nó cũng là cả một vấn đề rất là lớn. Bây giờ thì Olof đang áp sát. Và Olof có được cho mình một mạng CP rồi. Chuẩn bị tràn bom sai B đến từ Olof Meister. Tiếp tục tăng và nối. Vâng, 5m4 và bây giờ nối về B. Nối về B rồi. 5B. Và bây giờ thì nằm xuống đến từ vị trí của Divine. 3v5. Vâng, 3v5. À, tiếng game, sorry. Vâng, 3v5. Tiếp tục thì GW có cho mình một mạng của Glaivo. Dupree đổi được một mạng của Dennis thành công. Nhưng ngay lập tức thì Dupree nằm xuống bởi Crimson. Bây giờ chỉ còn mình KBA và thôi, xếp súng thì hơn. Vâng, nhảy qua smoke này. Vâng, này thì nhảy qua smoke, GW rất láo. Và bây giờ thì KBA đang đẩy về. Vâng, có vẻ như KBA biết điều gì đó. Bây giờ thì KBA có double kill riêng mình rồi. 600 đô đút túi rồi. Vâng, 600 đô đút túi là ngon rồi. Thôi. Đút túi 600 đô thôi. Làm sao cứu được bom. Kit thì không có. Đút túi 600 đô là ổn rồi. Và bây giờ chúng ta xem KBA làm gì. Vâng, vẫn đang cố nhảy chảy cối đấy nhở. Thôi em ơi, đút túi 600 đô được rồi. Đủ tiền tiêu rồi. Vâng, lương tháng 600 đô là cao chứ thấp đâu. Và bây giờ thì bom nổ. Tỷ số là 1-0 dành cho Fnatic. Vâng, một pha đẩy ra khu vực Banana rất tự tin của CP. Và sau đó thì anh nằm xuống một cách chóng vánh. Tiếp theo là một tình huống mid to B cực kỳ hiệu quả đến từ các thành viên của Fnatic. Vâng, họ nhảy 4 bên nối sang B luôn. À, chuột. Xin lỗi anh em, chuột. Xin lỗi. Và bây giờ tỷ số là 1-0 dành cho Fnatic. Vâng, mình vừa bật sau in game rồi đấy. Bây giờ thì các thành viên của Fnatic đang lên cho mình 3 khẩu AK và 2 khẩu Mark 10. Vâng, đây map Eveno là một cái map rất gần, toàn là đấu skill tầm gần. Vì vậy nên những khẩu súng lục CZ thì sẽ rất là có lợi. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao Astralis họ đang bắn 2 V7 và 2 Deagle. Không bắn op, à quên, không bắn CZ75. Một mình Olof vẫn là người duy nhất đi bom CB. Đội hình của Fnatic rất cơ bản, Olof là người đi bom CB một mình và Biter cùng bom CB. Còn lại 4 thành viên còn lại đều là những người đi bom CA. Bây giờ chuẩn bị đánh các bom CA rồi. Những tình huống purify theo kinh nghiệm đến từ vị trí của Krim Z. Bây giờ là một mình. Có vẻ như tình huống fake bom CA và quay ngược về đánh B. Và bây giờ thì có vẻ như quay ngược về đánh B rồi. Vẫn đục được qua cái bức tường đấy à. Mình không biết là cái bức tường này có đục hay không. Tại vì map này thực ra là mình cũng ít chơi. Bây giờ thì chắc tới phải trên ninh thôi. Nhưng tuy nhiên thì cái bức tường này thật sự là khó chịu. Bây giờ thì chuẩn bị tràn vào đến từ Blusa. Vẫn đang gây rất nhiều tiếng động, sau đó bách về. Vẫn chưa hiểu. Có vẻ đang muốn đẩy ra đến từ Astralis rồi. Họ đang định đẩy ra. Và bây giờ Blusa có một mạng của CP. Trả ngay một quả smoke đến từ vị trí của Glaivo thì phải. Vâng, như vậy là các thành viên Fnatic đang bách về. Bây giờ thì họ sẽ bắn 4B từ này. Có tăng qua smoke hay không? Vâng, những cái lối chơi khó chịu đến từ Blusa, các bạn thấy nhảy ra nhảy vào spam qua smoke. Bây giờ chỉ có mình Glaivo là người solo bom sai B mà thôi. Vâng, một mình Glaivo. Sao lại vẫn không hết cái YouTube về. Và bây giờ thì Glaivo nằm xuống 7 cream rồi. Vâng, hóa ra là bức tường đấy là đục được. Tỷ số có lẽ sẽ là 2-0 rồi cho Fnatic thôi. Xếp súng đến từ 3 thành viên ở bom sai A của Astralis. Một quyết định theo mình là hợp lý. Một quyết định hợp lý. Garena lag quá, không stream được. Không ET CMC không chạy được. Địt lag một phát là chết đấy. Đang bận. Tỷ số là 2-0 dành cho Fnatic. Và Astralis xếp thành công 3 khẩu súng. Bây giờ thì Cream đang đi bắt súng. Chúng ta xem. Cream nằm xuống rồi. Này thì đi bắt súng này. Tiếp tục thì Blusa. Vâng, không, như vậy là không có mạng. Và tỷ số là 2-0. Và bây giờ chắc chắn Astralis sẽ Unico. Vâng, họ, những ai có gì rồi thì sẽ dùng đấy. Còn những ai chưa có gì thì sẽ không dùng gì cả. Bên vâng, đây có vẻ như ổn. Như vậy là không được. Bên bên này bọn mình không thể làm gì được. Anh em thông cảm một chút. Ok,
Vâng, bây giờ thì Duke Free vừa có cho mình một mạng rất sớm, đó là mạng của Grim đẩy ra đến từ vị trí của Olof. Vâng, các bạn thấy Olof bắn nó khét như thế nào? Vâng, Olof bắn nó khét như thế nào đây? Bây giờ lợi thế cân bằng lại được chia đều cho cả hai bên. 4v4, Olof đang kê. Và bây giờ sẽ có một quả smoke, và bây giờ Olof bị bắn yếu rồi và Olof lùi lại ngay, nhường về lợi thế cho đồng đội. Sẽ có một quả smoke CT xài. Úi rồi, quả nết. Quả nết chất lượng, CP còn 15 máu nữa thôi. Vâng, quả nết có thể nói là cực kỳ chất lượng. Bây giờ thì tràn nó bom sai bên đến các thành viên Fnatic. Đi đầu đó là ai? Vâng, các thành viên Fnatic đều bị bắn khá yếu yếu rồi. Vâng, tiếp tục là những pha đục đẽo. Kibe vừa có mình một mạng Olofmeter. Và bây giờ là một tình huống stack. Vâng, Dupree. Dupree thấy gì đó, Dupree nằm xuống bên Vlusa rồi. Tiếp tục là một tình huống 3v3. Và ngay lập tức chưa có mạng đến từ vị trí của GW. Một tình huống spay rất khó chịu của GW. Giờ sẽ là một tình huống retake bom, nhưng Archelite đang không có. Vâng, Archelite không hề có kit. Và bây giờ thì GW hạ gục CP rồi. Vâng, GW hạ gục được CP. Giờ là những 3 vai. Tiếp tục GW có cho mình double kill khi hạ gục Glaive. Bây giờ thì xếp súng đến từ vị trí của Kibe. Vâng, Kibe có cả súng cả giáp, không việc gì phải cố cả. Xếp súng là quyết định hợp lý. Theo tôi là quyết định rất là hợp lý. Vâng, bên Garena cũng phải Zincast mà là lag quá không xem được. Bây giờ thì xem nào. Bây giờ thì mình xem nào. Vâng, không thể xem được bên Garena, không thể kênh Twitch của 500 anh em không thể chạy được. Không loát được kênh Twitch của chính bản thân mình. Anh em thông cảm. Nếu mà cắt bên Garena nó cũng chỉ xoay tròn nó không xem được đâu. Mình chả biết nói nào giờ. Hơi khó anh em thông cảm. Hai quả nết. Các bạn thấy hai quả nết. Bom xe B banana giờ là một cái vị trí cực kỳ dễ ném nết. Ra ném một phát nết là sụp đuối luôn. Đấy là một cái cách sửa map. Bây giờ có búp flash và chuẩn bị phi qua smoke đến từ Olofmeter. Và Olofmeter nằm xuống bởi Glaive. Vâng, Glaive có vẻ cực kỳ kinh nghiệm tình huống vừa rồi các bạn thấy. Nấp rất điếm, kê mép ngoài quả smoke và quả smart flash nổ không hề có tác dụng gì cả đối với Glaive cả. Vâng, Twitch không hiểu sao ở Viking lại không xem được cái kênh Twitch nào cả. Không xem được kênh Twitch của 500 anh em. Viking không chạy được. Vâng, đây là quả flash và đây. Bây giờ thì ở cái map này thì các họ có thêm một quả flash mới, đó là quả flash ném ra bên phải đầu. Quả flash này thì nổ thì mù gần như toàn bộ trong bom xe A. Bây giờ là một tình huống stack đến từ hai thành viên Archelite, lắm trò mèo phết. Trong khi đó thì Fnatic bắt đầu chiếm được mid gần rồi. Liệu họ có đẩy hay không? Fnatic họ đang lùi rất sâu. Lùi rất sâu đội hình và bách về 4A đến từ Fnatic rồi. Vâng, sẽ làm tình huống 4-4 và Glaive đang ép chuối rất sâu. Đây chắc chắn là tình huống đánh bom xe A. Chuẩn bị trả nó hay không? Vâng, trả ra một quả flash rất khó chịu. Zipliu vừa có cho mình một mạng divide trong khu vực bom con nối. Glaive đổi ngay được một mạng của Dennis trong tình huống móc máy thành công. Bắt buộc phải vào bom xe A với 26 giây. Vâng, lửa được trả ra rất khó chịu. Bây giờ là một quả smoke che pit được ném ra. Vâng, quả smoke lỗi ạ. Quả smoke lỗi. Và giờ là tình huống 3v4. Vâng, tiếp tục Zipliu có cho mình double kill. Bây giờ thì đẩy vào. Dupree nằm xuống với Zipliu, triple kill rồi. Nhưng Kibe vừa đổi được một mạng. Glaive tiếp tục có cho mình triple kill. Bây giờ chỉ còn mình Vlusa mà thôi, khó rồi. Khó rồi, không đủ tham và chắc chắn tỷ số sẽ là... Vâng, bây giờ thì Vlusa chuẩn bị hạ gục. Không đủ tham rồi. Và bây giờ tỷ số sẽ là 1-3 dành cho Archelite. Như vậy là Vlusa còn không được cộng tiền nữa. Vâng, không được cộng tiền. Tỷ số là... 1-3 dành cho Archelite. Các bạn thấy Archelite đang bắn bom xe B cực kỳ tốt. Cái round đấu vừa rồi thì... vị trí quan trọng đó là vị trí ở bom xe B. Vâng, thực sự thì đến để mình test lại xem nào. Tung. Test lại cho anh xem nào. Đừng làm gì đấy. Mày sốt để anh mách cắt xem có sao không. Vâng, bây giờ bọn mình test lại một chút. Mình hỏi một câu là cái kênh Twitch này mọi người xem nó có bị lag nhiều không nhỉ? Bây giờ tỷ số là 3-1 và không hiểu tại sao Fnatic lại eco khi mà mình nhìn thấy có 3 người 6.000 tiền. Vâng, bây giờ chỉ có một mình Dennis là người phóc bài thôi. Đang bắn 3 deagle, một lối chơi cực kỳ cẩn thận. Vâng, ok, xin cảm ơn. Người bảo lag, người bảo ngon. Ok, tỷ lệ ngon hơn, cao hơn tỷ lệ lag.
Bây giờ thì Olof đang rất tự tin, các bạn thấy vác Nico quắc thẳng lên khu vực mid. Đi pick người, chủ động đi pick người thì Olof Meister chạy góc, nhá ra. Vâng, nhá ra bắn trước ngay vào những cái vị trí purify. Ở tầm thế giới thì họ sẽ bắn trước vào những cái góc purify, hoặc là nhá những chỗ nguy hiểm thì họ sẽ nhá theo kiểu nhà cánh tay. Bây giờ thì Olof, Olof đang quắc vào, chuẩn bị muốn pick người đến Olof. Olof bắn trượt một viên rồi và Olof lùi lại. Chuẩn bị tràn vào xe B. Và bây giờ Glaivor, một bạn đến từ chính xin phim Glaivor và cùng GM điều thành công. Glaivor có được double kill, Glaivor nằm xuống rồi, nhưng ngay lập tức thì CP kết thúc được Crim Z. Bom xe B 2-4. Vâng, 2-4, không còn gì tuyệt vời hơn. Bây giờ thì nằm xuống đến từ Olof Meister và tỷ số là 2-3 dành cho Achilles. Không hổ danh là một map tù của Achilles một thời. Họ đã bắn rất tốt ở cái map Inferno này. Sau 3 round đầu khi mất Piston thì bây giờ họ đang ngon màn comeback tuyệt vời. Bây giờ thì các thành viên của Achilles họ đang đẩy B, đẩy 3 banana. Vâng, một tiếng spam thợ trúng hay không? Vâng, tí nữa thôi, chỉ một tí nữa thôi. Vâng, hai thành viên Olof và Flusa đang định stack mid, à stack banana. Tuy nhiên cái góc stack đó là một cái góc quá là nguy hiểm. Theo mình đó là quá nguy hiểm, nó là góc purify rồi. Vâng, tí nữa thì hai ông tướng lại nằm xuống cùng nhau. In game mình không vào được, không hiểu mới đổi phát Go TV hay thế nào ấy. Bây giờ thì một quả flash ném ra và chuẩn bị bò lên mid. Vâng, Glaivor có một tình huống purify và bị mất 50 máu. Bây giờ sẽ tình huống đánh bom xe hay không? Vẫn đang hầu rất chắc đến từ các thành viên của Fnatic. Họ vẫn đang giữ mid và họ rất bình tĩnh khi mà thời gian còn rất nhiều, 45 giây. Bây giờ thì có vẻ như đang muốn về B. Vậy là một tình huống fake bom xe A và về đánh bom xe B đến từ Fnatic rồi. Vẫn giữ lại hai fighter, một người ở trên lầu đó là GMD và Dennis ở. Vâng, bây giờ sẽ tham minh thì bắt đầu Dennis vào quấy bom xe A để bách về. Vâng, đúng rồi, Dennis bắt đầu vào quấy bom xe A và GMD sẽ cố phất bích. Vâng, GMD đang cố phất bích và sau đó bây giờ thì Dennis đang walk tất vào trong bom, các bạn thấy. Bây giờ thì Dennis nhảy vào. Vâng, Dennis nằm xuống bởi Kim E rồi. Tuy nhiên thì bom xe B đã clear. Một tình huống fake bom sai ở độ 15 giây. Tiếp tục thì Olometer có mạng của CP. Vâng, không thể tưởng tượng được một pha fake bom sai. Không thể tưởng tượng được. Tôi thực sự là không thể tưởng tượng. Bây giờ thì Olof nằm xuống một pha di chuyển lỗi của Olometer. Tình huống giờ là 3v4. Fnatic đã đặt bom thành công. Chúng ta hãy xem pha tích bom của Achilles trong tình huống này. Khi mà không chiếm được ngách thì giữ bom hơi khó. Thực sự giữ bom hơi khó. Một quả flash và bây giờ GMD phải có mạng. GMD có cho mình một mạng của Rubri rồi. Tiếp tục thì Flusa đang bị quay. Vâng, Flusa đang bị quay. Đẩy vào đến từ vị trí của Glaivor. Và bây giờ thì Glaivor đổi một mạng. Flusa có cho mình một mạng rồi. GMD bây giờ là một tình huống 1v2, chúng ta xem. Bây giờ thì GMD có double kill cho mình rồi. Triple kill đến từ GMD. Và tỷ số là 4-2 dành cho Fnatic. Vâng, các bạn đã thấy cái round đấu vừa rồi, đó là một tình huống fake bom sai. Tôi không thể tin được. Vâng, 15 giây. Khi mà đồng hồ chỉ khoảng 20 giây thì bắt đầu Fnatic họ walk vào, họ đánh thẳng vào bom sai. Vâng, 20 giây thì Fnatic họ để 2A đánh ra gây lộ tiếng nhảy hẳn vào bom xe A. Và Achilles đến tầm 20 giây thì chả ai nghĩ là fake nữa. Achilles vừa bách về và thì 15 giây thì Fnatic bắt đầu chạy vào bom. Và đến lúc chạy vào bom thì còn 10 giây rồi, các bạn thấy trình độ fake của thế giới nó tởm thế nào. Bây giờ thì một đứa đẩy ra, một tình huống đẩy ra và bắn vào mồm của Olof Meister. Olof đang trong một vị trí kê bom. Vâng, các bạn thấy khi mà tay cầm bom thì cần phải kê những cái góc ném bom bật tường, chứ nếu không thì rất là tai hại. Vâng, Glaivor là người đẩy ra và bắn yếu được Olof Meister. Tuy nhiên thì vừa rồi là một quả nết cực kỳ chất lượng và Glaivor chỉ còn 34 máu mà thôi. Vâng, bây giờ thì Dupri đang có một khẩu M7. Đây là vị trí cực kỳ thiên về đấu skill. Và Dupri cần phải có hai mạng, ít nhất là hai mạng thì may ra mới là một chiến thắng được. Chúng ta xem Dupri đang đứng một vị trí cực kỳ cương. Bây giờ thì có đẩy ra hay không? Đang không có ai kê khu vực nhà đen. Không ai nghĩ Dupri sẽ đẩy. Bây giờ thì GMD có một mạng của Divide rồi. Tăng thẳng vào khu vực connector, khu vực nối đến từ các thành viên của
Fnatic và bây giờ bốc máy đến từ Claymore. Claymore bắn lôi, Claymore nằm xuống rồi, nhưng ngay lập tức Kimbe đổi được một lúc nào. Kimbe bị hạ gục và cả Dupri cũng nằm xuống rồi. Tiếp tục lùi hướng bắn lôi đến từ vị trí của Shippy. 4v1 và tỷ số chắc chắn sẽ là 5-2 cho Fnatic rồi. Không có cơ hội cho Shippy trong round đấu này. Tỷ số là 5-2 dành cho Fnatic. Vâng, cái round đấu trước thì các bạn thấy mình vẫn thực sự khâm phục cái tình huống fake của Fnatic. 20 giây bắt đầu họ nhảy tung tóe ở trong khu vực bom xe A đi. Diêm Lưu có một quả bunny thực sự để đời. Anh bunny phát từ lầu bunny sang nhà đen. May như chim én luôn. Và sau đó thì với cái thời gian đấy thì đến tôi bách. Vâng, một lửa và một flash. Bây giờ thì uống cục xúc đến từ Fnatic. Tuy nhiên thì nhiều máu rồi. Vâng, như vậy là Shippy có một mạng của Kryn Z. Tiếp tục có Pico Smoke không? Này thì không, đó là một tình huống bắn lỗi Glaivor và Olof. Olof dù bị yếu máu, vâng, Olof còn 3 máu các bạn thể thấy. Một tình huống mà rõ ràng Glaivor là người nhìn thấy trước, là người bắn trước. Tuy nhiên thì Olof chỉ cho một viên vào mồm của Glaivor mà thôi. Ở tầm cao như thế này thì chỉ có một viên vào sọ thôi, không bao giờ có cơ hội để hối hận hay làm gì cả. Đó là lý do tại sao ở tầm này người ta chỉ có bắn vào đầu thôi, người ta rất ít khi bắn vào người. Bắn vào người thì đối phương sẽ bắn vào đầu bạn thôi. Lợi thế rất lớn dành cho Glaivor, tuy nhiên thì Glaivor lại không kết thúc được Olof. Và bây giờ thì bò vào bom xe B, đang bắn 2B và 2A đến từ Astralis. Họ bò hẳn khu vực giữa connector. Vâng, họ bắn chắc bom nào chắc bom đấy và họ chủ động bỏ những khu vực khó. Bây giờ thì Zimbrew tiếp tục có bình mạng của Dupri, đẩy vào đến từ Dennis và của cuộc Shippy. Vâng, hai bom xe B đã chết chạy và thủng bom rồi. Bây giờ thì không thể cứu bom được khi mà các thành viên của Astralis họ mất hoàn toàn những vị trí quan trọng. Vâng, thủng một phát thủng bom B luôn, không kịp ngáp một tí nào cả. Jim Liu đang có mình một cái trận đấu quá hay. Vâng, bây giờ các bạn nhìn đến cái bên này đây, ông nào cũng đỏ máu, 3 máu, 15 máu, 20 máu, 15 máu. Thế nên mình mới bảo các bạn là khi bắn lễ team ấy, bắn yếu chả để làm cái đéo gì cả. Quan trọng đầu tiên là bạn phải đổi được mạng. Vâng, bây giờ Olof, Olof, ấy rồi, ấy rồi. Vâng, đi qua nhau rồi. Vâng, bây giờ thì Olof nằm xuống bởi Divine. Thằng này thì chổng đít mặt bố mới này. Các bạn thấy là ở tầm cao như này, mình đang định nói cái đéo quên mẹ mất. Tỷ số bây giờ là 6-2 dành cho Fnatic và Eco đến từ team Astralis. Bắt buộc phải Eco. Trận đấu trước thì Astralis họ để thua team Immortal tỷ số 16-12, trong cái đó Fnatic hình như là thua mau à thua Fate của Nico. Fate hiện tại đang thi đấu khá là hay. Vâng, Fate đang thi đấu khá là hay với sự có mặt của Nico. Họ đang có thể bắn chậm, bắn nhanh, làm gì cũng được. Khá là bất ngờ. Có một tín hiệu bao đến từ các thành viên của Astralis và bây giờ trận đấu được tiếp tục. Eco đến từ team Astralis. Một quả flash ném ra mid để chắn back off first mid. Tiếp tục là quả smoke che bên phải rất là nhanh. Flash ném ra và bây giờ thì các thành viên Fnatic họ chiếm được mid từ rất sớm. Liệu Glaivor có định đẩy con smoke hay không? Vâng, như vậy Glaivor chỉ đứng trong smoke để nghe thôi. Vâng, tăng thẳng về bom side B. Như vậy là một tình huống tăng mid đến mid to connector. Trả ra một quả nết đến từ vị trí của Shippy. Tiếp tục là quả flash nữa rất cực kỳ khó chịu. Bây giờ thì các thành viên Fnatic sẽ tràn vào. Chúng ta cũng xem. Vâng, không chết rồi. Nhưng Kimbe có mình double kill. Triple kill đến từ Kimbe. Và Shippy có cho mình double kill, các bạn đã thấy. Một tình huống đánh mid to B. Vâng, mid to B đến từ Fnatic. Tuy nhiên chỉ cần hai thành viên thôi. Đó là Kimbe, một thành viên tay rất to. Và Shippy. Vâng, hai lấy hai làm năm luôn. Không chết một ai cả. Không thể tin được vào mắt mình, một tình huống sấy quá tốt của Kimbe các bạn thấy. Vâng, đây rồi, một mồm, hai mồm, vâng, sấy thế này chỉ có ba mồm, vâng, bắn toàn đầu là đầu thôi. Quá là chất lượng đối với cả tình huống sấy spray vừa rồi của tài năng trẻ của team Astralis. Tiếp tục là hai quả nết được ném ra. Bây giờ Astralis họ đang bắn hai orb. Vâng, Shippy là người bắn orb. Cái đéo gì vậy tôi vẫn đang không hiểu. Shippy đang vác orb đi đục. Shippy tôi chưa bao giờ thấy Shippy bắn off cả.
Vâng, bây giờ thì các thành viên của Fnatic họ vẫn đang hầu 3 kê A và 2 kê B. Vẫn chưa hề có hướng đánh. Vừa rồi là một cái ta rao thua quá tai hại. Nhìn thấy chân. Vâng, bắn trượt đến từ vị trí của Divine khá là đáng tiếc. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Bây giờ thì Dupree sẽ đối đầu với Cream trong round đấu lần này. Vẫn đang rất trì và Divine vừa có cho mình mạng của GOD ở khu vực lâu A. Vâng, như vậy là một tình huống có mạng đến từ Divine. Bom đang được di chuyển về bom site B. Đang bắn lên 4A đến từ các thành viên của Archerhead. Bây giờ chuẩn bị tăng vào. Bây giờ thấy rồi, lộ rồi và Claymore cần phải trả lại. Không kịp rồi. Vâng, Claymore trả bom có vẻ không kịp. Bây giờ thì Olof tăng vào. Tăng thẳng bom site B, triển giết được Claymore vừa thôi. Vâng, Claymore mù. Bom rồi. Claymore nằm xuống Cream Z A gục Dupri thành công. Bom site B lại thùng. Rồi, vâng, bom site B ngày hôm nay thực sự quá tệ. Thanh niên Claymore hôm nay bắn quá lỗi luôn. Solo bom mà để chết chay mất bom như thế này thì không còn gì để nói nữa. Không còn gì để nói nữa. Toàn là những tình huống key round quan trọng thì Claymore là người chết chay. Không làm được cái gì cả. Không làm chậm được đối phương hay có một tác dụng gì. Bây giờ thì tỷ số có lẽ sẽ là 7-3 thì Fnatic xếp súng đến từ Archerhead rồi. Đồng đội làm bao nhiêu thì Claymore phá bấy nhiêu. Captain của team. Solo bom sai B đầu tiên đó là việc Claymore bảo đồng đội back bắn 4A. Đó là một sai lầm rồi. Khi mà bắn 4A thì người solo B phải cực kỳ dẻo. Mình xin khẳng định cực kỳ dẻo thì mới có thể bắn được 4A. Tại map Inferno là một cái map back hai đường rất là nhanh. T-side back nhanh và C-side cũng back rất nhanh. Vâng, hai bên đều back rất là nhanh. Bây giờ tỷ số là 7-3 dành cho Fnatic. Vẫn luôn lỗi của bom sai B rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Hết bị fake đến solo bom sai B thùng. Bây giờ là một quả lửa tiếp tục được ném vào khu vực ô tô. Tiếp theo sẽ là một quả flash. Khi vào chuối thì có hai việc các bạn phải làm. Đó là một quả lửa ném vào ô tô và sau đó là một quả flash được ném sang bên phía trái để buông. Bây giờ thì Olof lần đầu tiên nằm xuống từ rất sớm. Hai quả nết đến từ Shippy và Glaivor. Từ đấy giờ thì Olof đang là mối hiểm họa của khu vực bom sai B. Liên tục là Olof Meister là người tăng thủng bom sai B. Tuy nhiên thì có vẻ như lần này thì Olof đã nằm xuống bằng một cái chết rất là thê thảm. Hai quả nết vào mồm, không có thời gian để ngáp. Bây giờ sẽ là quả smoke che connector. Vâng, một quả smoke ném ra. Và tiếp tục flash đã búp ra, tăng thẳng lên khu vực bom sai A đến từ hai thành viên của team Fnatic. Tiền bom đang di chuyển với bom sai B. Lại là một tình huống fake bom sai A và đánh bom sai B đến từ team Fnatic rồi. Bây giờ thì có vẻ nhá, Chalit lại back. Và Shippy chuyển chết quả này nữa thì thua bom sai B lại tung. Shippy có một mạng của Valusa rồi. Bây giờ thì Shippy đang back về, trả ra quả flash. Chúng ta xem. Tiếp tục là tình huống vẩy họp đến từ Shippy và đang gọi hội về rồi. Vâng, Shippy gọi hội, gọi đồng đội về giúp đỡ. Bây giờ thì có trả bom hay không? Tiếp một pha stack đến từ Gravel. Tại sao có smoke không ném nhở? Bây giờ thì Shippy bị bắn yếu còn 50 máu. Vâng, smoke che rồi. Bây giờ thì Claymore hạ gục Dennis thành công. Zipriu có được mạng Zippy. Cream Z hạ gục Claymore nhưng ngay lập tức Dupree có mạng Zipriu rồi. Giờ là tình huống 1v3. Chỉ còn lại một mình Cream Z mà thôi. Vâng, khó quá, không đặt con. Đây là cái góc rất khó chịu và bây giờ thì có vẻ như Cream Z không có cơ hội rồi. Vâng, Cream Z lộ vị trí. Bắt buộc phải đặt bom khi chỉ còn 12 giây. Vâng, khó rồi bây giờ. Bây giờ thì vẫn không thể đặt được quả bom, các bạn thấy. Cực kỳ khó chịu đến từ vị trí của Kibe. Vâng, spam hết spam góc này góc khác, nhấn nhá đủ kiểu. Vâng, Cream chỉ có một ước mơ duy nhất trong tình huống vừa rồi thôi. Chúng mày im để tao đặt cái bom, chúng mày làm gì thì làm. Vâng, chỉ có im để cho tao đặt cái bom thôi, còn rồi chúng mày làm gì thì làm, không được. Mày tưởng đặt cái bom mà dễ à? Vâng, đéo ai cho phép mày đặt bom. KB làm đủ trò. Không cho phép Glaivor đặt bom, không cho phép đặt bom. Và bây giờ thì có vẻ như Fnatic họ không còn muốn đi B nữa. Olof đang kê banana từ rất xa. Vâng, kê từ tận gần khu vực mid T-Bay. Bây giờ thì Olof vừa mất 50 máu trong tình huống modify của đối phương vừa rồi. Một tình huống nhảy lầu A đến từ đại diện Fnatic. Một mạng đến từ Divine nhưng đổi mạng đến Dennis ngay tức. Kibe có một mạng, Dupree hạ gục Dennis thành công. Tiếp tục Claymore hạ gục được Valusa. Giờ chỉ còn mình Olof Winter rồi. Như vậy là một round bắn láo cũng thành công của Fnatic. Vâng, một round bắn rất láo. Họ sử dụng cái tactic rất đơn giản, đó là đi 3 lầu. Một đi mid, búp quả flash lên.
và sau đó thì ba lầu nhảy ra. Tuy nhiên thì trong đó rao đó thì các thành viên Astralis họ đang có những tình huống kê rất điếm, những tình huống kê tránh flash, và quả flash thì gần như không có tác dụng mấy trong cái tình huống vừa rồi. Đó là lý do tại sao họ thua. Vâng, bây giờ thì bắt buộc phải eco đến các thành viên Fnatic rồi. Bây giờ mà bom CB thủng nữa thì tôi đuổi việc hai thằng này rồi. Ngày hôm nay bắn toàn thủng B này rồi. Đây là một kê nhảy stack, các bạn thấy cái bức tường kia là một bức tường cực kỳ dễ stack. Hai quả smoke ném ra. Vâng, quả thứ hai one way. Vâng, cái lỗ nó thoáng thế này mà không ngăn được nữa thì thôi. Và bây giờ thì Glavo. Vâng, Glavo đang thay đạn, nó chuẩn bị đẩy ra đến Flusa. Flusa nằm xuống ngay này thì láo này. Vâng, tiếp tục thì CP bắn yếu được. Bắn yếu được Dennis, và Dennis chỉ còn có hai máu mà thôi. Vâng, này thì láo này. Chạy qua smoke thì chưa bao giờ là một phương án hợp lý. Tiếp tục vẫn còn quả smoke nữa. Như vậy quả smoke đầu tiên nó là vận tải từ A sang B. Và bây giờ thì tràn lên hit. Bây giờ thì Divine với Dupree mỗi người có cho mình một mạng. Tiếp tục thì Divine nằm xuống rồi. Ngay lập tức Dupree đẩy ra và có cho mình chip một kill. Và bây giờ tỷ số là 6-7 dành cho Astralis. Lên được 8 round thì mình nghĩ là sang bên T-side trận đấu sẽ càng hấp dẫn. Astralis chỉ cần lên được 8 round thôi. Tỷ số đang là 7-6 dành cho Fnatic. Và đây sẽ là một tình huống cố gắng phớt mic trên Divine. Không như vậy là một tình huống đẩy vào nhà đen. Không được, còn bây giờ Divine đang đẩy lâu. Rất tự tin. Vâng, góc kề chắc chắn sẽ có một cái lợi thế ở góc kề này. Góc này là một góc của đối tượng bắt buộc này. Trước, và đây là quả smoke. Có vẻ như đây là quả smoke chẹp mid. Đang có ý định đánh bài đến Fnatic. Họ cũng có học được một bài quả smoke mới. Bây giờ hai quả smoke ném ra, chúng ta sẽ xem bài đây là bài gì. Một quả smoke chèm lầu và bây giờ thì bài đẩy ra và hạ gục Jim Liu ngay cùng lầu A. Không cho đối phương làm gì cả. Vâng, pull bài, tuy nhiên thì đang gặp lửa chặn lại. Như vậy là hai quả smoke chè, một quả smoke chè lầu A và một quả smoke chè khu vực ô tô. Tràn vào con Nectar sang bom xe B. Vâng, cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Kênh của SL. Vâng, như vậy là vừa rồi có một tín hiệu gì đó bị sao. Và bây giờ thì chúng ta trở lại trận đấu. Vâng, bọn SL lỗi, không phải lỗi mình nhá, đừng trách mình. Bây giờ là tình huống 4v5. Chiếm được hoàn toàn connector, tuy nhiên Astralis họ đang chủ động bỏ. Họ bắn chắc chắn ở 3 bom xe A và 2 bom xe B. Đang triển khai bắn rất chắc chắn, không có việc gì phải vội cả. Cho chiếm City Bay trả lời làm gì cả. Bây giờ thì Fnatic chiếm được cái connector với cả City Bay, nhưng họ không biết làm gì, họ không biết là mình sẽ đi đâu. Chúng ta xem Dupree đang ở vị trí rất quan trọng. Và bây giờ thì bắn yếu đối phương rồi. Bây giờ thì Dupree chưa các bạn. Dupree nằm xuống bên Dennis rồi. Tiếp tục thì Divine có cho mình double kill, nhưng Kibe vừa bị hạ gục. Giờ thì Divine, vâng, quả smoke. Divine nằm xuống bởi Flusa. Vâng, 3 bom xe A. 3 bom xe A đổi được 1. Cái gì vậy? 3 bom xe A chết, đổi được mỗi 1 mạng. Tiếp tục thì là một tình huống phải, là một tình huống retake bom 2v3. Lửa được ném xuống pit. Vâng, đây là quả lửa được ném xuống pit. Bây giờ thì CP đang bò vào. Chúng ta xem CP. CP không check. Và bây giờ CP nằm xuống bởi Flusa rồi. Tiền còn khá nhiều và các thành viên của Astralis sẽ cố gắng cứ bom vào. Như vậy là Cream kết thúc được Global và tỷ số sẽ là 8-6 dành cho Fnatic. Một round đấu mà 3 bom xe bắn rất lỗi luôn. 3A thủng, giết được có một người. Tôi không thể hiểu cái tình huống vừa rồi. Hạ bitrate ra không phải là do mình đâu, mà là cái kênh này nó bọn mình mới setup nên nó bắt buộc, nó không cho mình chỉnh chất lượng, nó bắt buộc phải để so thôi. Còn ngày mai có lẽ anh em sẽ chỉnh được chất lượng thấp hơn xuống hoặc cái nào đấy, có lẽ phải sang ngày mai. Vâng, bây giờ thì Olofmeister có cho mình mạng của Glavel. Vâng, một pha spam qua smoke không thể tưởng tượng được, các bạn thấy spam từ sau quả smoke ra, nhưng mà lại là một tình huống tràn lên bom xe A. Và bây giờ tràn vào bom xe A. Tiếp tục thì Divine hạ gục Dennis. Vâng, bây giờ thì Dupree có một mạng. Dupree có double kill với fast play cực tốt. Jim Liu làm cái lộn gì vậy? Vâng, Olofmeister đổi được một mạng của Divine, nhưng một vết mạng Olof nằm xuống với Dupree. Triple kill đến từ vị trí của Dupree. Vâng, Jim Liu rất nhỏ trong tình huống nhảy xuống, một tình huống bay từ trên lầu A xuống vừa rồi, bị bắn yếu và bay xuống chân chạm đất thì coi như thành tự sát luôn.
rất là nhọ cho GMV của tình huống vừa rồi. Và tỷ số bây giờ là 7-8 dành cho Astralis. Thắng Piston, mọi thứ vẫn còn nguyên, không thể chỉnh được chất lượng. Kênh này không chỉnh được chất lượng bởi vì kênh này mới setup SL thì hôm nay nó vừa mới setup xong. Vâng, SL hôm nay thì nó vừa mới setup xong, nó đưa cho mọi người luôn rất là bị động. Kênh mới thì không thể chỉnh được chất lượng luôn, bắt buộc hôm qua buổi stream ngày hôm nay, ngày mai đến buổi ngày mai có lẽ là bọn chỉnh được chất lượng. Nên không cả chút cái đó thì các kênh switch thì đều lag, không thể cắt lên cho mọi người. Bây giờ có vẻ mạng ngon rồi. Tỷ số là 7-8 Grab và trận đấu sẽ trở lại trong khoảng 1 phút rưỡi nữa. Đây là buổi đêm ở Katowice. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng xem là buổi đêm ở Katowice. Vâng, quả vừa rồi mình xin lỗi, không phải lỗi của review đâu. Review quả vừa rồi là bay xuống bị bắn yếu, sau đó bay xuống nên là chạm chân đất chết luôn, chứ không phải lỗi của review. Mình chỉ nhìn kịp nhìn đến review tự sát rồi mình hỏi thế, chứ thực ra là quả vừa rồi là một thứ nhảy lầu. Review đang nhảy bị bắn yếu thì là chân chạm đất này, coi như có người mấy máu đỏ máu này chết luôn. Khung cảnh Katowice của Ba Lan, tổ chức giải của Ba Lan thì không bao giờ lo thiếu người đi xem. Tại vì Ba Lan có một cái team huyền thoại Virtus Pro. Bằng Virtus Pro nó như kiểu là một cái tượng đài Ba Lan rồi, không thể có cái gì có thể che lấp được cái tên Virtus Pro. Những cái chàng trai đi vào huyền thoại từ set 1.6 đến giờ. Thế nên ở Ba Lan nó có biểu tượng đấy. Nhưng mà các bạn thấy cái đất nước mà CSGO phát triển thì số lượng người chơi rất là đông. Ví dụ như Việt Nam mình ngày xưa cái thời Skyred nổi, trong cái thời đấy là số lượng người chơi rất là đông. Tuy nhiên bây giờ thì ở Việt Nam mình đang bị một cái là live đến khoảng 2 giờ sáng. Bây giờ Việt Nam mình đang bị một cái là set low giờ đang trứng lại rất lâu rồi. Những nhân tài giờ thì đều đang tách ra, khá là đáng tiếc. Cybertooth, vâng, Cybertooth có một thời điểm khá mạnh. Tuy nhiên bây giờ Cybertooth họ đang thay rất nhiều người. Cybertooth đợt này đang thay hết CA nghỉ game, đi chạy Uber hay là chạy Grab ấy. KZ cũng nghỉ game để đi vũ trường thứ ba. Nào Kai nghỉ game sang team khác thì đấu ít hơn. Và bây giờ là một tình huống rất banana đến từ team Astralis. Một quả flash ném ra tràn thẳng vào vô lốp đang bắn 3B đến từ các thành viên của Fnatic chưa có mạng. Và bây giờ một quả nết được ném ra, vâng, quả nết không được chất lượng cho lắm. Smoke xin đi bay rồi, bây giờ thì tràn vào hiếp ra vô lốp rồi, vâng, nhảy nhót như đi chợ. Ui rồi ôi, cày bay kinh thế, một bả đến từ Glaive nhưng Zippy vừa nằm số 7 Blusa. Vâng, các bạn thấy Astralis họ vào bom mà bay cứ như siêu nhân. Bây giờ thì Dennis bắn lôi, Dennis nằm xuống rồi. Vâng, Dennis chỉ có một mạng trước khi nằm số 7 Kibe, đẩy vào đến từ Zipriu và Zipriu bị gục bởi Dupri. Giờ là tình huống 2v3, còn lại Blusa với cả Crimson có kit. Vâng, bây giờ thì Blusa bắn yếu đối phương. Vâng, hai thành viên của Astralis đều đỏ máu. Flusa đang cố gắng có mạng, tuy nhiên nấp rất điếm. Bây giờ Flusa đang bao bạc, Flusa bắn lôi, Flusa vẫn chưa có mạng. Ngay lập tức thì Cream kết thúc được Glaive đánh công. Bây giờ Flusa đẩy trong bom, Flusa nằm xuống 7 Durep rồi, Dupri rồi. Giờ chỉ còn một Cream Z thôi, 1v2, Cream Z chưa có mạng. Vâng, bây giờ thì Cream Z, ui trời ơi, rất may là Dupri đã kết thúc được Cream Z. Một tình huống bắn rất tốt của Cream, tuy nhiên thì Dupri với 4 máu. Dupri vừa rồi, ra đầu vừa rồi có cho mình triple kill. Vâng, dù đỏ máu từ rất sớm, các bạn thấy Dupri bắn cực kỳ tốt trong cái trận đấu vừa rồi. Vâng, bây giờ thì có lẽ gọi Durek cho dễ nhỉ. Gọi Dupri thì khó đọc quá. Dupri. Vâng, cái trận đấu vừa rồi các bạn thấy Astralis họ vào bom, Glock họ nhảy nhót lên các cái thùng, họ bay nhảy, bắn đi các kiểu như kiểu chim én ấy. Thế này thì trừ khi có Negev thì mình nghĩ là trận đấu vừa rồi nếu mà có Negev thì Olof sẽ ăn được. Vâng, tay mà có khẩu Negev thì thôi làm hết. Tuy nhiên thì không có Negev. Bây giờ là một tiếng nhảy vào, một mạng đến từ Olof Meister. Mình bốn láo một tuét à. Vâng, một tiếng huống di chuyển rất bốn láo một tuét đến từ Captain Glaive. Vâng, Glaive có vẻ như đang thi đấu rất không tốt ở cái map Inferno này. Khi mà Glaive từ nãy giờ có những cái pha di chuyển thực sự là hơi khó hiểu. Vâng, thực sự là hơi khó hiểu. Bây giờ thì hầu bom xe B chuẩn bị sẽ là một tình huống đánh full bom xe B đến từ các thành viên của Astralis. Sẽ là một tình huống full bom xe B.
Có vẻ như sẽ là một tình huống che smoke che đường chính và một quả smoke che connector. Sau đó thì không biết có lửa hay không. Lửa ném vào method thì mọi thứ coi như kết thúc. Bây giờ thì vâng ném hẳn hai quả smoke che connector. Rất là cục xúc. Một quả flash được trả ra. Bây giờ thì Olof có double kill riêng mình rồi. Vâng bắn thế này thì đéo ai chơi. Bây giờ thì Olof ăn một quả lửa. Và Olof nằm xuống bởi Divine. Tuy nhiên là một tình huống 4v3 đẩy qua sớm bốc đến từ Blusa. Crimson ra cùng Kibe thành công. Shippy đổi được một mạng Blusa trước khi nằm xuống bởi Dennis. Vâng, những tình huống bắn lục rất ảo diệu đến từ các thành viên của Fnatic. Fnatic họ đang thể hiện kỹ năng cá nhân của mình là cực tốt. Olof với khẩu Deagle làm hai mồm. Sau đó là những tình huống đẩy thẳng qua sớm bốc cực kỳ tự tin đến từ các thành viên của Fnatic. Astralis có vẻ như họ đang không có một cái bài bản hay lối chơi gì cụ thể ở cái map thi đấu lần này. Từ nãy giờ thì mình nhìn thấy họ bắn khá là bị động. Sau khi đó Fnatic đang là người nắm thế chủ động. Bây giờ tiếp tục lồng quả Nesmith. Và Nesmith khá cơ bản đẩy 3 banana đến từ Fnatic rồi. Bây giờ thì cần các thành viên của Astralis họ lên chiếm mid thôi. Mid giờ chỉ có một mid thôi. Chiếm được mid thì dễ hơn rất nhiều. Đẩy banana và ngay lập tức back về một người. Bây giờ thì bò ra đến từ vị trí Dupri. Dupri đang di chuyển rất tự tin. Tiếp tục lục quả smoke mid được ném ra. Và bây giờ Dupri bắn lôi viên. Dupri nằm bắn trượt và Dupri nằm xuống. Vâng, trượt khá nhiều viên Deagle. Bắn Deagle thì thực ra các bạn chỉ bắn tối đa khoảng 2-3 viên. 3 viên mà trượt thì coi như chết. Vâng, cái viên đầu khi bắn Deagle là quan trọng nhất. CP đã nhìn thấy đối phương. Tuy nhiên thì CP đang ở vị trí không thuận lợi khi mà tay anh cầm là khẩu Tech 9. Ở cái vị trí đấy người ta thường phải cầm AWP hoặc AK. Đó là những cái vị trí mà khe rất là hẹp. Zip một phát là phải chết luôn. Tech 9 thì không phải là một vị trí phù hợp. Bây giờ thì Divine đang rất tự tin. Quắc thẳng vào khu bom xoay B với cầu Deagle. Chúng ta xem Divine di chuyển như thế nào. Quả smoke rất kín. Không có smoke chất lượng. Không hở một khe nào cả. Và bây giờ thì Astralis đang quắc về bánh bom xoay B. 3v2. Vâng, có một tình huống back về đến từ một thành viên của Fnatic có vẻ như đọc được bài. Đẩy bom xe A rồi. Fnatic đẩy bom xe A, biết bom xe A clear rồi, back về B. Bây giờ chúng ta xem trả ra quả flash. Olof vẫn đang di chuyển, có chịu Kareem, có cho mình một bạn Kibe. Tiếp tục lấu xa cùng Divine thành công. Được CP có mình hai mạng. Được CP nằm xuống bởi GW rồi và tỷ số là 18 dành cho Fnatic. Bắt buộc Astralis phải eco trong round tiếp theo. Bắt buộc phải eco rồi. Không phải rắm, rắm gì đâu. Làm gì có rắm, anh em nhầm rồi. Tiếng gì thì mình không biết. Mình đánh rắm thì nó không có tiếng cơ. Mà đánh rắm không có tiếng thì nó mới thối. Đánh rắm có tiếng thì không ăn thua. Bây giờ là hai quả nết mid. Vâng, hai quả nết, tuy nhiên thì vẫn chưa có mạng. Tiếp tục là tình huống đẩy banana. Và hai thành viên của Fnatic đẩy banana lại chiếm banana. Họ control banana rất sớm. Rất sớm. Một quả smoke được trả ra. À, anh em nghe tiếng mình uống nước. Mình đang ngồi uống nước. Bây giờ là một tướng đẩy thẳng lên lầu A đến từ GW. GW với khẩu 19 đang bắn rất cục súc. Bây giờ láo lồn này. Vâng, một tình huống láo với cả GW thì không được. GW là một player có lối chơi rất là cục súc. Vâng, cái mà người ta nghĩ GW không dám làm thì GW sẵn sàng làm. Cái mà người ta nghĩ GW sẽ làm thì GW sẵn sàng làm. Bây giờ thì GW vẫn đang giữ cho mình 14 viên. Bây giờ thì tràn ra vâng double kill. Rất là láo và bây giờ thì GW nằm xuống bởi Kibe ngay lập tức cũng xa cũng cướp đi. Bây giờ thì Kibe cũng bị a gục bởi Dennis và tỷ số là 11-8 dành cho Fnatic một cách khá là dễ dàng. Khi mà round đấu rồi là một round đấu eco đến từ Astralis. Vâng, bây giờ thì là một round full bài đến từ Astralis. Một key round quan trọng của họ. Để cho thua round này thì chắc chắn họ phải eco và Fnatic sẽ lên được 13. Như thế thì rất là khó khăn. Twitch xem được ổn rồi Tùng ơi. Twitch xem được ổn rồi. À thôi không cần chuyển đi. Bây giờ thì 5 khẩu AK. Map Inferno là một map thực sự là một map rất gần nhau. Map skill và không có nhiều những tình huống nhỏ solo em xa. Vậy ở map này bắn off thì phải là những người di chuyển cực kỳ khéo mới bắn off. Map này bắn off không phải là off kê một chỗ. Sẽ quả smoke thôi thì thằng off sẽ phế ngay. Off ở map này sẽ phải di chuyển cực kỳ tích cực, đổi vị trí liên tục đi first pick thì mới có tác dụng nhiều. Còn bây giờ GW đang bắn off ở lầu A. Olof đang tự tin đẩy ra. Các thành viên Astralis họ vẫn đang chiếm được, bắt đầu chiếm được
Nhà đen rồi. Ngày xưa thì bọn mình hay gọi cái này là nhà đen. Bây giờ thì một mình Glavo là người bò lên bom xe B. Đối mặt với Glavo đó là CreamZ đang bắn 4A và chỉ solo bom xe B thôi. Bây giờ thì Glavo cần phải tự tin lên. Việc gì phải khổ đấy nhở. Như vậy là Divine vừa kết thúc được CreamZ. Bom xe B đã thủng rồi. Bom xe B đã ăn clear. Bách về đến hai bom xe B. Và bây giờ thì Astralis sẽ vách bom xe B và về bánh bom xe A. Đây là một tác tích hợp lý. Một quả smoke che. Vâng, đây là quả smoke che jungle. À, che nối. À, che ngách. Và tiếp tục là một quả smoke che xin vây. Tràn ra và đúp đi hạ gục Jim Ryu thành công. Vâng, trong bom xe A bây giờ một mình. Dennis bị nằm xuống bởi Sippy rồi. Giờ là một tình huống 5v2. Có vẻ như hai thành viên Fnatic bắt buộc phải xếp súng rồi. Tiếp tục thì bị Volusa nằm xuống. Vâng, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Một mình Olof Meister, 1v5. Chúng ta hãy xem Olof sẽ có mấy mạng ra đấu này. Olof là một thanh niên có skill cá nhân cực kỳ to. Khả năng cao là Olof sẽ có nhiều. Sẽ có ít nhất là một mạng, mình nghĩ như vậy. Khi mà đối phương đang đi tìm mình, bây giờ chúng ta xem Olof xử lý. Olof nghe thấy rồi, bây giờ thì Olof một mạng, dồi ôi. Vâng, Dupri nhảy xuống chân vừa chạm đất một phát là bắn vào đầu Olof luôn. Thế này thì không trách ai được, không trách ai được. Mình không nghĩ là không nên trách Olof trong hướng vừa rồi. Vâng, nó bắn thế thì trách làm sao được. Tỷ số là 9-11 dành cho Astralis. Fnatic có dấu hiệu yếu tiền. Khi mà Zivu đang có một khẩu M4 và có chỉ có cho mình một quả smoke mà thôi. Trong khi đó thì Plusa đang phải bắn UP45. Tiếp tục là một tình huống bò lên bom side B. Vâng, tiếp tục là một tình huống bò lên bom side B tiếp theo. CP đang quắc lên khu vực lầu. CP ném quả lửa check khu vực lầu gần. Quả lửa check lầu gần, ngày xưa thì quả lửa đấy thường để ném vào khu vực nhà đen. Tuy nhiên bây giờ thì người ta đóng cái nhà đen vào rồi. Cái nhà đen ngày xưa là một cái chỗ rất có lợi cho CitySide. Lại có nhiều chỗ ẩn nấu. Ngày xưa map Inferno, map khá là thiên về phía bên CitySide. Khi mà các team lớn bắn với nhau. Tại vì nó là một cái map dễ bách và có nhiều chỗ nấp. Tuy nhiên thì nhiều trận đấu thì nó lại lệch về T-Side. Nó cũng giống như ở map Mirage bây giờ ấy. Nhiều lúc mình cũng không thể khẳng định được nó là cái map T-Side, CitySide cả. Đang bây giờ lửa được trả ra theo tham minh 55 giây. Và các thành viên của Astralis đang chạy về bom side B. Họ đang để lộ rất nhiều tiếng. Tuy nhiên thì map Inferno là một cái map fake bom side cực kỳ dễ. Vâng, ở tầm 20 giây fake bom side B vào hẳn B bắn nhau âm mỹ lên vẫn có thể chạy về A được. Bây giờ thì búp một quả flash bom side đồng đội. Trả ra một flash đến từ Olof Meister. Bây giờ Olof có một mạng của Kim E. 4v3. Smoke lỗi. Bây giờ thì Olof có double kill. Divide đổi được một mạng của CreamZ. 3v4. Quả smoke lỗi ạ. Bây giờ chuẩn bị có đẩy qua smoke hay không? Bom đã thành công và búp một quả flash và đẩy qua smoke. Tiếp tục thì chưa có mạng đến từ vị trí của Blusa. Divide hàng của Olof Meister thành công rồi. 3v3. Vâng, bây giờ thì Dennis. Divide có triple kill riêng mình. Bây giờ Dennis đang đẩy vào. Dennis đã gục được Dupri. Giờ lần thứ 2v2. Tiếp tục thì Divide và Glavo kết thúc round đấu. Một round thi đấu cực kỳ xuất sắc của Divide với Quarakin. Vâng, Quarakin 4 mạng đến từ vị trí của Divide không thể tưởng tượng được. Các bạn thấy các thành viên của hai team ném smoke lỗi rất nhiều. Tại vì đây là một cái map mới. Nên việc họ ném qua smoke không chuẩn. Qua smoke che city bay mà hở hẳn một đoạn thế. Cũng là bóp giấy đồng đội. Đâu một quả smoke bóp giấy đồng đội. Bây giờ thì phi thẳng lên mid đến từ Astralis. Và có vẻ như họ đang walk thẳng lên mid khi họ biết đối phương với Eco. Một quả lửa để trả ra. Divide vừa rồi có một cái round đấu quá xuất sắc. Vâng, đi sau và cứ thế là đổi mạng thôi. Đổi mạng thôi. Bây giờ thì tràn ra Glavo với cả Kibe có mỗi người có cho mình một mạng. Bom Saiya giờ chỉ còn lại một mình thôi. Đó là Jim Ryu và Jim Ryu đã nằm xuống bởi Kibe rồi. Giờ là tình huống 5v2. Hai khẩu UHV không giáp. Trời ơi. Ui trời ơi. Bốn mạng dễ dàng quá. Vâng, thanh niên Kibe có một cái round hốt Eco nhằm tăng frag cực kỳ hiệu quả. Vâng, nhận thấy đối phương đây sẽ là một round Eco. Sau khi Kibe tính tiền, phát hiện ra là bọn này chắc chắn về Eco, Kibe đã xung phong, đi đầu, tăng cơ và hốt hàng cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng với qua ra kill dành cho riêng mình. Tỷ số bây giờ là 11-11. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Đây giờ là một tiếng đẩy 3B. Và Glavo, Glavo có một mạng của Lusa rồi. Tiếp theo thì Glavo đang chưa đẩy ra nữa, đang có sự cover cực kỳ tốt đến từ vị trí của Divine. Lửa được trả ra. Tuy nhiên thì Glavo cũng trả ra quả lửa. Úi dồi ôi, quả lửa này khó chịu đây. Ui, nóng, nóng, nóng.
Vâng, Bunny rất khéo đến từ vị trí của CreamZ. Tuy nhiên thì lợi thế người đang thuộc về Astralis từ rất sớm. Một tình huống mà Glavo có một cái vị trí xuất phát đẹp hơn. Vâng, một vị trí Spore đẹp và Glavo chạy theo tham minh. Khi mà Spore của bạn là người đẹp nhất thì bạn sẽ không bị dính hai quả nết. Chắc chắn là như vậy. Diêm Lưu tiếp tục là người đẩy lầu A. Diêm Lưu đang bắn rất cục súc ở vị trí lầu A. Đang rất tự tin với vị trí của mình. Ngày xưa ở team này ai là người quẩy lầu A nhỉ? Ngày xưa Diêm Lưu là người bắn nối cơ, chứ không phải là người bắn lầu A. Ngày xưa bắn lầu A hình như là... À nối ngày xưa là Flusa, mình nhầm. Bây giờ làm chú uống lên mob sai ai chăng? Một quả flash anh em ra. Vẫn đang di chuyển khá khéo. Dennis vẫn đang tình huống cục xúc và có vẻ như móc rồi. Vâng, Diêm Lưu móc mom sai B. Bây giờ thì Dupri hạ cùng Dennis thành công. Duy nhiên Diêm Lưu. Ui giời ơi, ông tướng đã ngồi đây rồi. Chúng ta xem Diêm Lưu bắn lôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, ông Diêm Lưu. Trời ơi, một tình huống móc máy. Một tình huống xấy và 4-4. Không thể tưởng tượng được tại sao một pro có thể xấy được một tình huống 4-4 như vậy. Vâng, một tình huống xấy và 4-4. Và bây giờ thì thua rồi. Tỷ số sẽ là 12-11 dành cho Astralis. Vâng, sấy mà 4-4 di chuyển thì hay bao nhiêu thì sấy mà 4-4 nó tệ đến bấy nhiêu. Giết cả băng không chết địch. Để đối phương quay lại bắn một phát vào mồm luôn. Vâng, bắn đỏ máu địch rồi. Tuy nhiên thì những viên cuối cùng thì Zimriu bắn toàn trượt hết. Bây giờ thì CreamZ đang cố gắng xếp súng. CreamZ hạ gục được thành công Divine. CreamZ nằm xuống với Kibe rồi và tỷ số vẫn là 12-11 và Platic tiếp tục con đường Eco thôi. Vâng, tiếp tục con đường Eco thôi. Bây giờ thì bắt buộc phải Eco đến từ Fnatic. Tiếp tục là quả bom lửa solo bom B đến từ vị trí của Cream đang chủ động bắn 4 bom xe à. Và có vẻ như tiếp tục lòng tiếng đẩy lầu đến từ Di Lợn. Di Lợn đang rất là cục xúc và đây là đẩy lầu rất nhanh. Chúng ta hãy xem Shippy sẽ làm gì. Với một quả lửa để trả ra rất khó chịu. Bây giờ thì Olof đang chủ động đấu skill cá nhân. Chúng ta hãy xem Shippy. Một mạng đến từ Olof Meter. Nhặt khẩu AK. Và bây giờ Olof nằm xuống rồi. Tiếp tục thì Jimmy đẩy ra và đổi được một mạng của Shippy. Lợi thế người. Tuy nhiên đây giờ hình như là một tiếng nhảy qua smoke tràn bom xe B. Vâng, bom ném ra rất nhiều. Bây giờ thì Glavo hạ gục CreamZ thành công. Vâng, bom xe bê tủng rồi, lại khó rồi. 3v3 mà đi cứu bom thì hơi khó. Khi mà thực ra là họ đang có một khẩu AK. Nhưng mà hai người không có giáp, kit thì không có. Và chúng ta hãy xem tình huống retake bom đến từ Fnatic. Có một quả smoke rất quan trọng đến từ Zimriu. Và bây giờ thì quả smoke chuyển che khu vực connector, che khu vực bom xe bê là được. Bây giờ thì Glavo có thấy gì không? Glavo chắc chắn là lộ vị trí rồi. Phải nhanh lên, tham minh không còn nhiều. Bây giờ Flusa đang cố đi vào. Tuy nhiên các thành viên Fnatic họ không có giáp. Bây giờ Dennis đang vào đầu tiên. Và Dennis. Vâng, Dennis. Dennis. Dennis nằm xuống bởi Kibe rồi. Khó rồi. Bây giờ thì Zimriu xếp cho mình cầu CZ75. Vâng, xếp cho mình cầu CZ75. Flusa có một mạng Kibe. Tuy nhiên bom sắp nổ rồi. Không có cơ hội. Và tỷ số là 13-11 dành cho Astralis. Một màn comeback tuyệt vời. Vâng, một màn comeback tuyệt vời. Bây giờ là một round full buy và như vậy Fnatic quyết định lên cho mình hai khẩu op. Olof sẽ bắn op B, còn Zimriu bắn op A, có vẻ là như vậy. Thằng bom sai B từ nãy giờ thì cũng không phải là một vấn đề gì lắm. Bây giờ là một quả nết để ném ra. Chúng ta cũng xem. Vâng, nhảy lên lầu. Cái map Inferno này mid thì có thể không lên nhanh được, tuy nhiên lầu là một vị trí có thể lên được nhanh. Bây giờ thấy hay không? Như vậy Olof là người thấy Divine, trong khi đó Divine không hề thấy Olof của tình huống đó. Tiếp tục thì bom trả ra và bây giờ CreamZ đang có vị trí đứng rất đẹp và chúng ta hãy xem CreamZ đang nhảy check. Vâng, CreamZ chuyển nhìn thấy cái gì đó rồi, CreamZ sẽ verify của tình huống này. Như vậy là tình huống fake bom xe B và tràn lên bom xe A đến từ các thành viên của Astralis. Smoke người che connector lại rồi. Bây giờ thì Di Lợn đang có một góc kê sau smoke. Bây giờ thì Astralis có vẻ như họ đang muốn tăng thẳng vào khu nhà đen. Vâng, đang làm gì vậy? À, lại còn trèo leo này nè. Ui rồi, làm trò thế. Vâng, đây là cái trò mới. Mình thì chưa gặp trò này bao giờ. Úi trời ơi. Vâng, khó chịu. Lửa được ném ra súng pit. Và bây giờ thì tràn vào bom xe A. Vâng, đang kẹp hai trong bom đến từ các thành viên Fnatic. Trả ra bom rồi.
Bây giờ Plusa đang là một vị trí cực kỳ quan trọng. Chúng ta một mạng đến từ Dennis. Tiếp tục Dennis có double kill. Plusa cũng kill B thành công. Bây giờ chỉ còn mình CP của tôi. Vâng, CP nằm xuống bởi CP của tôi. Và tỷ số là 12-13 dành cho Fnatic. Trận đấu được diễn ra rất là căng thẳng. Round đấu vừa rồi là một round đấu mà Divine với cả Olof hai một màn đấu trí giữa hai player. Vâng, giữa hai player đó là hai quả bom lửa. Tuy Divine không nhìn thấy Olof nhưng Olof vẫn thân thiện khi nhìn thấy Divine và cho Divine một viên orb vào người. Tỷ số là 12-13 và bây giờ thì có vẻ như Astralis đang có một tín hiệu bao khi mà họ vừa để thua một cái round đấu. Vâng, anh em xem stream thì nhớ ủng hộ bọn mình bằng cách subscribe kênh nhá. Subscribe kênh để... À quên nhầm, mình nói nhầm. Nhờ follow kênh. Còn subscribe mất tiền thì thôi, mình không khuyến khích gì cả. Nhầm, mình nói nhầm, xin lỗi. Nhớ follow kênh SL này. Từ sau những cái giải đấu của SL Pronic, những cái giải đấu online là bọn mình sẽ bình luận hết trên cái kênh này hết. Đây là cái kênh có bản quyền mà. Olof vẫn là một player mình rất thích. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ chuyển sang thích Olof thay vì thích Kedrai. Vâng, một quả bom lửa, một quả flash được ném ra và tăng thẳng qua bom xay lửa. Có là quyết định hợp lý hay không? Như vậy Cream có được một mạng kim bê. Tuy nhiên thì ngay lập tức thì Cream nằm xuống. Nhưng Global và Dupri đều đã đỏ máu rồi. Một tiếng bắn rất láo đấy từ cái thành viên của Astralis. Vâng, chạy hẳn qua bom lửa. Và hậu quả thì 1-1. Còn máu thì yếu. Vâng, chiếm được banana từ rất sớm cũng là một cái lợi thế. Tuy nhiên thì họ khá là yếu máu trong tình huống này. Vâng, khuyến khích sắp làm gì, bây giờ mất 7 đô chứ mất ít đâu. Bây giờ thì GMDU tràn vào. Một quả flash cực kỳ khéo. GMDU ăn quả flash nhưng Olof vừa hạ gục được CP thành công. Tiếp tục Olof có double kill riêng mình. Vâng, Olof đang bắn quá hay trận đấu ngày hôm nay. Đầu tiên đó là những tình huống tăng khu vực banana. Và bây giờ thì đến lượt. Vâng, bây giờ thì bom được đặt thành công nhưng Divine đã bị hạ gục rồi. Một quả flash được ném ra và bây giờ thì khó rồi. Lại xem, Dupri có một mạng. Dupri nằm xuống. Dupri nằm xuống bởi GMDU và tỷ số là 13 đều dành cho Fnatic. Vâng, trận đấu đang diễn ra cực kỳ gay cấn. Thực ra thì subscribe thì ai có điều kiện thì làm, chứ còn mình chả khuyến khích gì cả. Tại bọn mình cũng chả quan tâm lắm. Ai chẳng muốn. Nhưng mà vấn đề là ở Việt Nam mình 7 đô thì nó cũng không phải là ít. Đúng không? 7 đô ở Việt Nam cũng không phải là ít đâu. Nên tùy thôi, với cả các bạn subscribe đâu phải dễ, điện thoại trong tài khoản ngân hàng Visa hoặc PayPal thì các bạn subscribe được, chứ đâu phải là các bạn muốn mà các bạn có thể làm được đâu. Giờ là nó là những cái công việc rất phức tạp và bọn nước ngoài nó làm nhiều hơn, Việt Nam mình thì ít làm hơn nên mình không khuyến khích. Kệ rồi, cứ follow được, đến bao giờ bọn mình stream có người xem thế là vui rồi. Vâng, tiếp tục một quả bom lửa, trả ngay ra một quả bom lửa đến từ vị trí của Olympator, dập lửa ngay lập tức. Còn 32 máu, vâng, dập được quả lửa thì ăn thêm quả nết vào mồm. Và như vậy là bây giờ Kibe còn 32 máu chạy về nhà luôn. Vâng, các bạn thấy một tình huống di chuyển rất cục xúc của Kibe. Chạy một phát ra cuối nhỏ, ăn hai quả lửa, dập quả lửa, phát chạy về nhà trốn luôn. Những tình huống di chuyển. Này thì bố láo bố tuét này. Bây giờ thì Olof đang cầm mọp ở bom xe B. Và Olof đang làm chúa khu vực bom xe B rồi. Thôi, nước thì bọn mình có trà đá free rồi, mình chả uống cái gì đâu. Cho cái gì mình chả uống. Olof tiếp tục có cho mình một mạng của Divine. Các bạn thấy Olof đang làm vô đối ở bom xe B. Cực kỳ tự tin, hiệu quả, di chuyển khéo, bắn ổn tốt, đép bom xe B cực kỳ hay. Điều mà team Astralis không làm được lúc đầu. Bây giờ thì Dupri có cho mình một khẩu orb. Và Dupri đang đi pick A. Như vậy là Astralis đang bắn đến hai orb ở round đấu này. Map Inferno là một cái map rất là gần và bắn hai orb thì cũng thực sự là một cái bất ngờ đối với mình. Tại map Inferno không phải map bắn orb dễ. Bây giờ thì nhảy qua rồi, bắn trượt đến từ vị trí của GMDU. Vâng, như vậy là connector đã bị chiếm. Bây giờ là một quả flash ném ra. Bây giờ GMDU quay mặt đi và GMDU có cho mình một mạng của CP. Vâng, GMDU bắn đi cực khéo, chưa có double kill với GMDU. Tiếp tục Dennis và có cho mình một mạng. Dennis có double kill rồi. GMDU nằm xuống bởi Durep nhưng mà tỷ số chắc chắn sẽ là 14-13 rồi. Xếp súng đến từ vị trí của Dupri rồi. Tham mình không còn. Cố gắng xếp cho mình khẩu họp. Tuy nhiên thì Fnatic có vẻ như họ đọc được tình huống, họ đang đẩy rất khát cao. Họ đang không muốn cho Dupri xếp khẩu súng này. Và bây giờ một mạng và Dupri nằm xuống với tỷ số là 14-13 dành cho Fnatic. Vâng, Astralis đang thực sự gặp vấn đề khi mà không thể quét vào khu vực bom xe B được nữa. Bom xe B đang được canh cực kỳ hay bởi Olof Meister. Đấy, úi dồi ôi. Vâng, xem lại tình huống này tôi thấy độ kinh của Olof Meister. Vâng, Olof bật tâm sau đó vừa bỏ zoom ra.
ăn một quả flash snap luôn và chết ngay lập tức. Không thể tin được. Vâng, không thể tin được. Không thể tin được tình huống snap vừa rồi của Olofmeister. Mình xin nhắc lại mọi người là kênh Twitch này thì các bạn có thể rất nhiều chức năng có thể sử dụng, đó là việc cắt video. Các bạn thấy có cái highlight nào hay thì các bạn ở dưới phần góc dưới màn hình ấy, nó có một cái ô cắt. À, cái này chưa cắt được thì phải. Ở đây cắt được chưa nhỉ? Có phải thread mode không nhỉ? À không phải. Cái này chưa cắt được. À cắt được chứ nhỉ, nhầm. Cái ô đấy là ô ô gì nhỉ? Ô mình đang không login thì mình không ấy. Có một cái ô góc dưới màn hình để cắt video. Cắt ra sẽ được cắt highlight, cắt những cái highlight 30 giây để các bạn cắt. Và đặc biệt là ai xem lại trận đấu thì mọi người sẽ xem được lại tất cả comment của trận đấu đấy. Thế nên mọi người rất là thoải mái. Bây giờ tiếp tục là một round full buy. Vâng, có vẻ như Olof biết điều gì đó. Olof không biết đối phương ở đó. Vâng, bây giờ thì không có off nữa rồi. Chúng ta xem Kibe đối mặt với Olof. Vâng, chưa biết Kibe ở đấy mà bây giờ thì Kibe. Vâng, Kibe vẫn đang một vị trí mà các thành viên của Fnatic không hề biết. Chúng ta xem đẩy B rồi. Không ai check bên trái, không ai check bên phải. Và bây giờ thì Kibe vẫn chưa ra. Vâng, Kibe vẫn đang ngồi rất điếm. Olof vẫn vậy. Vâng, Olof lại có cho mình một mạng của Divide rất sớm rồi. Các bạn thấy Olof từ nãy đến giờ bắn bom say B, chuyên gia của first pick từ cực kỳ sớm. Lại là một pha stack đến từ vị trí của CreamZ và Olofmeister. Vâng, bộ đôi CreamZ và Olofmeister là bộ đôi vô đối ở bom say B từ ngày xưa đến giờ. Từ cái map Inferno cũ đến giờ thì bộ đôi này vẫn là bộ đôi vô đối ở bom say B. Bây giờ thì các thành viên của Archelite họ đang bò vào chuẩn bị sẽ làm tình huống đánh full bom say B chăng? Chiến ném của Smoke Chain City Bay và Smoke Chain ách là có thể vào đặt bom thoải mái nhỉ? Mình nghĩ là như vậy. Và bây giờ đang hầu 4B, chuẩn bị sẽ có tình huống full bom hay không? Vâng, nó mới sinh ra một cái G rất là khó chịu, một tình huống một cái G để stack. Bây giờ là một quả Smoke Chain City Bay rồi, trả ra quả Smoke và tăng vào thôi. Tăng qua Smoke đến từ vị trí của Kibe. Vâng, có check ở tầng 2 không? Bây giờ thì thấy rồi, Cream có một bạn. Cream nằm xuống ngay và rút đi. Kibe à, cũng có Lobster thành công. Giờ là một tình huống 3v3 nhưng bom đang rơi hơi hiểm. Vâng, nhặt quả bom này dễ tai nạn lắm. Bây giờ thì Smoke Chain ách bây giờ sẽ dùng 3v3. Tiếp tục. Ui trời ơi. Vâng, đặt bom. Vâng, quả Smoke thì lỗi. Bây giờ thì lại còn đặt bom. Và bây giờ thì khó rồi, 2v3. Tăng quả quả Smoke đến từ Plusa. Và có lẽ thì số sẽ là 15-13 thôi. Vâng, một quả Smoke ngách lỗi. Và hậu quả là nằm xuống. Bây giờ thì chiều mình Kibe tôi hỏng rồi. Thôi xếp súng thôi em ơi, không cơ hội đâu. Vâng, thế này thì lối đi nào cho riêng em đây. Chả có lối đi nào cả. Và tỷ số là 15-13 dành cho Fnatic. Mắt voi đầu tiên dành cho team Fnatic trong trận đấu ngày hôm nay. 3v3. 3v3. Bây giờ thì các thành viên Fnatic vẫn có thể full buy được bình thường đến từ Astralis. Tuy nhiên thì chỉ một mình CP là người yếu bom thôi. Cái round đấu vừa rồi thì họ đạt được bom. Và đặc biệt thì Astralis đang thua khoảng 4 round liên tục rồi. 5 round liên tục, họ sẽ được cộng 3.400 tiền. Cộng thêm việc đặt bom thì mỗi người sẽ có thêm 600 đô nữa, sẽ là 4.000 tiền. Bằng 4.000 tiền thì mỗi người chỉ giết một mạng thôi, sẽ có 4.300 tiền và thừa sức để mua bán. Và bây giờ thì chiếm được banana rồi, lần này chiếm banana không mất người. Một pha nhấn nhá cực kỳ khó chịu và GMDU mất của mình 40 máu trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì không biết Archelite định làm gì đây. Từ nãy giờ thì cứ cục xúc đánh bom CB. Tuy nhiên thì toàn thua thôi. Từ lúc Olof bắn off bây giờ thì Archelite toàn thua thôi. Bây giờ thì GMDU đã chuyển sang một connector, các bạn thấy. Đầu tiên đang bắn off ở lầu A. Chạy một phát ra connector. Ở cái map Inferno này thì off phải di chuyển cực kỳ nhiều. Vâng, bây giờ thì còn 30 máu mà thôi. Off phải di chuyển vị trí liên tục, không bao giờ được đứng im một vị trí nào cả. Đó là đặc điểm của off ở lầu A mid. Bây giờ thì CreamZ vừa hạ được Kibe. Vâng, tăng vào khu vực connector. Một pha nhấn nhà đến từ Global. Và bây giờ có vẻ như là một tình huống muốn đánh bom xe A đến từ các thành viên của Archelite. Bây giờ thì chả nói không. Tiếp tục thì GMDU có cho mình một mạng của Global. Vâng, Plusa gục đúp đi thành công. CP có cho mình một mạng của Nenit. Divide gục Plusa và bây giờ bắn đi qua. Và bây giờ đẩy thẳng ra đến từ vị trí của GMDU. Cực kỳ cục xúc các bạn thấy. Vâng, địt mẹ mày nhảy qua. Bố mày ra bố mày chơi chết cụ mày luôn. Đó là thông điệp từ Plusa gửi đến những người đồng đội bên phía bên kia trên tuyến. Vâng, chạy đâu cho con sâu, chạy đâu cho nó thoát. Và bây giờ thì CP có cho mình một mạng. Vâng, CP có vẻ
một tình huống 1v2 còn 5 viên thôi, CP đang thay đạn. Và chúng ta xem CP xử lý tình huống nào. Có thể clutch hay không? Clutch thì đó là một tình huống tuyệt vời. Bây giờ CP có double kill rồi, chắc chắn CP đọc được vị trí đối phương. Bây giờ bom được đặt khá là đẹp, bằng bom kín. Và CP làm gì vậy? Đó là một tình huống gỡ fake. Vâng, CP nhìn thấy rồi và CP vẫn đang rất đang di chuyển rất khó chịu. Có thể clutch thành công. Vâng, bây giờ bom được đặt. Vâng, CP vẫn đang nhìn thấy. Và bây giờ CP này có cho mình mà của Jim Liu. Một tình huống clutch 1v3 thành công không thể tin được đến từ CP. Với tỷ số là 14-15 dành cho Astralis. Vâng, một round đấu nữa thôi thì trận đấu sẽ diễn ra thêm những cái round đấu overtime. Một round đấu cực kỳ tốt đến từ vị trí của CP. Xử lý quá hay trong tình huống vừa rồi. Thực sự mình thấy CP tình huống vừa rồi xử lý quá hay luôn. Không thể hay hơn được. Vâng, tỷ số là 14-15. Tỷ số bây giờ là 14-15. Tỷ số là 14-15 rồi. Vâng, bây giờ thì round đấu cuối cùng. Vâng, sau tình huống bao ta tích vừa rồi. Bây giờ là một tình huống cố gắng vứt pick không thành công của Zipriu. Rất yếu tiền đến từ Astralis khi họ bắt buộc phải bắn một Tech 9, 2 UMP45 và 2 AK. Vâng, bây giờ thì Zipriu tiếp tục có một tình huống kê op ở phía lâu A. Lần này thì anh ấy kê một cái khe rất là hẹp. Úi dồi ôi, vâng, bắn khó chịu thật. Bắn thực ra là chưa di chuyển ra đã bắn đục được. Có vẻ như cái vị trí Loa Mirage là một cái vị trí đục được. À, Loa Inferno là một vị trí đục được. Và bây giờ thì Astralis đang hầu 5 ở bom xe A. Và đây sẽ là một tình huống đánh bom xe A. Quyết định không còn thèm vào bom xe B nữa rồi. Sau những tình huống đánh bom xe B thất thủ liên tục, một quả plat ném ra và bây giờ chuẩn bị tăng ra đến các thành viên của Astralis. Tuy nhiên có một quả nết trả ra cực kỳ đúng tham minh. Và bây giờ thì Zeru tiếp tục lộ vị trí. Vâng, những tình huống di chuyển cực kỳ khó chịu và Zeru bắn qua khe. Vâng, đây người ta gọi là qua khe cửa hẹp đây. Vâng, một quả plat để trả ra và bây giờ thì 1-3 đến từ CP nằm xuống rồi. Nhưng này Zeru đây bị hạ gục bởi CP. Double kill đến từ vị trí của CP. Vâng, CP đang có những cái round đấu tỏa sáng cực kỳ cần thiết, những cái round đấu cực kỳ quan trọng và CP đều đang lên tiếng. Giờ là một tình huống 5v3 và Kibe đang một góc đứng cực kỳ dị. Tiếp tục thì Glavo hạ gục Flusa thành công. 5m2 đẩy vào và Kibe hạ gục được Cream Z. Nhưng Holomaster đổi được một đạn thành công. Divide có cho mình mạng của Holomaster với tỷ số là 15-15. Những trận đấu phải bước sang những round đấu overtime. Vâng, bắt buộc phải overtime rồi. Nhưng hai round cuối không thể tin được khi mà Shippy có cho mình những cái round đấu quá là hay. Vâng, ở trận đấu với Nip, trận đấu với tỷ số 28-24, trận đấu giữa Nip và Astralis cũng phải bắn overtime rất nhiều. Và sau đó thì Nip thua với tỷ số 24-28. Và đó là trận đấu CP bắn như một con quái vật. Dương 23 mạng các bạn ạ. Vâng, dương 23 mạng. Giả lấy cũng được khác đi. Hút đâu. Không phải là hút thuốc. Vâng, dương 23 mạng ở trận đấu với Nip. Bắn đến 28-24. Và bây giờ tràn banana nhanh. Bố láo bố tuyết này. Vâng, lại là một tình huống bố láo bố tuyết. Tiếp tục thì Cream Z đã cùng Dupri thành công. Vâng, chui vào cái bom CB làm cái đéo. Từ đấy giờ chui bom CB thua. Lòi giái chưa hiểu tiếng Việt à. Cái thằng đầu bùi Glavel này toàn cho team PVPV. Con mẹ nó pi bom CB từ đấy giờ chết bao nhiêu round rồi mà cứ pi. Ngu vay lồn pi thì đéo nó được với Holomaster. Tactic như cái lồn. Tactic như cái lồn. Mẹ. Đánh bom xe từ đấy giờ đang ngon đeo đánh ấy, quay ra pi bom xe B. Pi từ đấy giờ lần léo nó cũng chết mà cứ pi. Bao nhiêu round thua ở bom xe B rồi mà vẫn không hiểu tiếng Việt. Mẹ, tao chả nhẽ tao lại sang đây tao dạy cho mấy thằng này học tiếng Việt à. Bây giờ là một tình huống 3v5. CP còn cho mình 14 máu. Olof thì hơn được kém được 8 máu. Bây giờ thì Olof trả ra một quả lửa. Olof với canh B làm sao mà chui được vào bom CB. Vẫn cục xúc và cố gắng đẩy bom CB vào. Bây giờ đái vào đầu giặc Mỹ. Vâng, tiếp tục.
cũng đái với đầu dọc Mỹ. Vâng, như vậy là Crimson tiếp tục lại có thêm cho mình mạng nữa. Quả là kill đến từ Crimson cái quá là dễ dàng. Vâng, ta tích vô học đến từ thằng G-Label. Vâng, rớt B này thì rớt B này. Mấy ông Fnatic nó bắn cho hiểu tiếng Việt luôn. Bù lao bù tuyết. Bây giờ thì số là 15-16 và Atalit có lẽ sẽ bỏ cái tactic ngu học của mình. Tactic mà khiến họ thua bao nhiêu round từ nãy giờ rồi. Có vẻ như là Global thích mỗi rớt thôi. Global, mình nghĩ là thằng Global là người của bên Đảng Cộng sản rồi. Khả năng cao là như thế. Từ nãy giờ thích rớt B lắm. Cắm đầu cắm cổ vào rớt B thôi. Đồng bây giờ thì vẫn đang hâu đến từ Atalit. Đang hầu khá là xa. Lần này thì không rớt B nữa, lần này ngồi kê B. Trong khi đó thì Crimson với Olof vẫn đang nhảy nhót chếch choạc rất khó chịu. Olof đang rất chủ động với cầu off của mình. Khả năng cao là thanh niên Global là người cộng sản lắm. Không biết là ở đảng nào, nước nào. Dễ là người Nga. Khéo là bố mẹ là quốc tịch Nga ấy. Bây giờ thì mới chuyển sang Đan Mạch thôi. Toàn thì rất B mà thôi từ nãy giờ. Bây giờ thì GMU đứng ở nối ăn một quả smoke nhét vào mồm thành phế vật. Ọp bắn connector mà ăn quả smoke như này thành phế vật ngay. Sẽ là một tình huống đánh bom xe A mà chúng ta sẽ xem. Chuẩn bị là một tình huống đánh bom xe A. Vâng, Global có vẻ như không sợ nóng. Vâng, chiến dịch không sợ nóng đến từ Global. Bây giờ là một tình huống tăng thẳng bom xe A đến từ các thành viên của Atalit. Họ đang quay Fnatic vào. Vâng, bây giờ GMU có mạng hay chưa? Một mạng đến từ Blusa đổi ngay được một mạng đến từ Global. Và bây giờ tiếp tục thì Global có double kill riêng mình. Dennis đấy là một mạng của Dupri nhưng bom sẽ ra thành công. Vâng, bom ra thành công rồi. Ui dồi ôi, ông GMD lại tăng qua smoke. Vâng, GMD đang bắn qua láo. Double kill đến từ GMD rồi. Vâng, cục xúc luôn bố mới cho chúng mày hiểu tiếng Việt luôn. Bây giờ thì chỉ còn mình Divide thôi, lại là một vết 3. Vâng, Clut được tiếp thì hơi tờ. Chúng ta xem Divide di chuyển như thế nào. Vâng, Divide đang bị quay 3 hướng. Rất khó cho Divine nào này. Và bây giờ Divine nghe rồi. Divine có một mạng của GMD. Divine đang di chuyển ở vị trí khá là tù. Và bây giờ Divine có cho mình double kill. Và bây giờ Divine có cho mình triple kill. Vâng, lại là một pha clut 1v3 đến từ một thành viên của Atalit. Và lần này không phải là CP mà là Divine. Vâng, Fnatic đang thể hiện mình là một team có teammate như lồn. Thẳng định luôn là một team có teammate như lồn. 3v1 mà lại từng ông vào. Vâng, từng người một vào. Chả liên quan đéo gì đến nhau cả. Và cuối cùng thì để cho một thành viên của team Atalit clut thành công 1v3. Tỷ số bây giờ là 16 đều. Vâng, bây giờ thì Atalit họ đang bắn chậm lại. Vâng, bắn chậm lại là một cái hợp lý thôi. Bắn nhanh có thắng được đâu. Bây giờ thì họ đang chiếm khu vực banana gần. Fnatic đang chủ động nhồi 3 quả smoke để chiếm banana gần. Kết quả này thì sẽ có một quả khác ném ra. Bây giờ thì bắt đầu câu giờ. Fnatic đang gì bắn một cái lối chơi cực kỳ đúng chính sách, đó là đầu tiên đẩy ra trước lấy lợi thế sau đó câu giờ. Bây giờ thì Olof đang góc kê đẹp. Một quả smoke che city bay thôi thì Olof sẽ phế trong tình huống này. Vâng, GMD vẫn đang quả smoke nối lối. Và GMD đang góc kê one way. Bây giờ thì GMD từ nãy giờ thì GMD bắn rất cục ở khu vực connector. Bắn toàn nhảy qua smoke bắn thôi. Vâng, đây là sở trường của GMD rồi. Nếu mà ở thời đỉnh cao bạn để xem GMD toàn phi qua smoke bắn off. Sau đó rút CZ ra làm hai. Đấy gần như kiểu sở trường của GMD rồi. Và bây giờ chúng ta xem quả smoke che connector. 30 giây, vẫn cần phải nhanh hơn. Và như vậy là một tình huống fake bomb xe A. Sẽ là một tình huống fake bomb xe A. Đầu tiên là fake bomb xe B lần 1. Sau đó thì fake bomb xe A lần 2. Chúng ta xem Divine sẽ lên. Vâng, Divine sẽ phải lên. Divine nằm xuống rồi. Và như vậy là một tình huống fake B về A. Lửa được trả ra. Một quả flash được ném ra. Và tiếp tục GMD bắn trượt một viên. Ngay lập tức thì Global đẩy ra và hạ gục Blusa. Bây giờ thì tràn vào bom xe B. Cưng Global có double kill riêng mình. CP hạ gục Dennis. Giờ chỉ có đặt bom kịp hay không? Như vậy là đặt bom kịp rồi. Vâng, đặt bom lúc chỉ còn có 6 giây mà thôi. Vâng, 6 giây mới bắt đầu đặt bom. Giờ làm tình huống 4v2 và khó cho Fnatic rồi. Vâng, smoke che kín mid.
Bây giờ thì có vẻ như Olof thấy một cái gì đó. Kibe hạ gục được Cream Z, bây giờ chỉ còn mình Olof Meister mà thôi. Vẫn cứ đánh cái bom xe A là bom xe A thôi. CP có cho mình mạng của Olof Meister. Pit đang một là một cái vị trí bắn rất yếu đến từ các thành viên của Fnatic. Từ đấy giờ thì thủng pit liên tục và tỷ số là 16-17-16 dành cho Astralis. Vâng, một round đấu cực kỳ quan trọng. Thực ra giải này ấy, không phải là các team bắn như lồn đâu, mà là giải này là một cái giải đấu mà toàn top team nó bắn với nhau. Đầu tiên là nó bắt bài nhau. Cái thứ hai nữa là bọn nó lại có một cái trò, đó là giải này là mỗi team ban 3 map, thế lúc nào cũng vào một cái map giữa. Nó là một cái map mà cả hai team cùng mạnh, đa phần là như vậy. Thì ra những cái trận đấu diễn ra rất là căng. Ví dụ như kiểu Nip gặp Astralis. Vâng, bây giờ chuẩn bị rớt bom xe B nhanh. Chế độ vô học rồi. Và bây giờ thì lại là CP. CP nằm xuống ngay lập tức. Glaivo đẩy ra và có cho mình một mạng. Glaivo nằm xuống rồi. Nhưng Duri đổi được một mạng thành công của Olof Meister. Vâng, một tình huống bắn 3B của Astralis. Và họ cương trực diện luôn. Đấu skill trực diện đối với các thành viên Fnatic luôn. Vâng, bây giờ là tình huống 3v3. Tình huống bắn với tốc độ cực cao khu vực Banana. Vâng, khu vực Banana, khu vực chuối. Những tình huống đổi mạng tốc độ cực kỳ nhanh. Bây giờ thì lợi thế chia đều cho cả đôi bên. Vâng, Kibe đang là người bắn lầu A. Support cho anh đó là Dupri ở khu vực mid nối. Cream đang bò lên. Và Cream sẽ đối đầu với cả Kibe một tình huống này. Vâng, Kibe thì skill rất cứng. Còn Cream Z thì mang tính chất là một người có lối chơi rất là mềm dẻo. Và đây sẽ là tình huống đánh bom xe A. Astralis đang bắn với đội hình hợp lý, đó là 2A và 1B. Đây, bom xe A là một cái bom rộng hơn bom xe B. Bom xe B chỉ có một đường thôi. Bây giờ thì quả smoke che nối. Và quắc thẳng qua smoke nối đến từ các thành viên của Fnatic. Vâng, đây mới là cái gì đây. Quắc thẳng qua smoke nối. Và một mạng đến từ Dupri. Vâng, bắn M4 rất khét luôn. Lắc ra và hai viên lộ vị trí rồi. Lửa được trả ra, tham minh rồi. Tiếp tục Kibe bắn nhiều đối phương. Kibe có được mạng của Dennis. Vâng, một quả nét. Úi giời ơi. Vâng, Kibe có cho mình double kill và tỷ số là 18-16 dành cho Astralis. Mắt boy. Vâng, mắt boy của trận đấu dành cho Astralis. Liệu họ tận dụng được hay không? Mắt boy rồi. Chỉ một round đấu nữa thôi. Astralis lần đầu tiên trong trận đấu ngày nay thì Astralis cầm quyền quyết định trong tay mình. Mắt boy đầu tiên trận đấu dành cho Astralis. Vâng, tỷ số đang là 18-16. Bây giờ tiếp tục một tình huống phải đi ba nối. Vâng, rất nhiều bom mìn được ném ra vỡ lốp không thể chiếm cũng gần. Smoke Banana được ném ra rất sâu. Và bây giờ thì Astralis đã chiếm được hoàn toàn Banana. Họ chủ động đẩy. Đó là một cái hợp lý. Tiếp tục là một quả nết. Vâng, Olof còn 10 máu. Vâng, một quả nết mà Olof hiểu luôn cả tiếng Đan Mạch rồi. Hiểu tiếng Đan Mạch rồi, nó ném quả nết đấy thì hiểu rồi. Còn 10 máu. Bây giờ thì cho vàng Olof chả dám ngó mặt ra nhỏ nữa. Có cho vàng chả dám ngó mặt ra nhỏ. Giờ chỉ có ngồi kê thôi. Vâng, như vậy là Astralis đang bắt bài. Họ đọc được tình huống, họ đang quay về bắn 4B, 4A. Vâng, một tình huống bắt Tatic. Và bây giờ thì không thắng thì bây giờ không thắng thì bao giờ mới thắng. Chúng ta cũng xem pha xử lý. Tình huống stack connector, tình huống stack nối. Và Glaivo đang có quả smoke one way rất khó chịu. Các bạn hãy xem. Vâng, Glaivo đang đứng trên đầu người đồng đội. Và bây giờ Glaivo thấy gì đó. Chưa có mạng đến từ Glaivo, quả bóng lửa rất khó chịu. Tiếp tục thì Dupri đang cố gắng chống trả khu vực mid nhà đen. Vâng, trả lại rất nhiều bom. Một mình Divine đang là người solo bom side B. Và có bách về hay không, chúng ta xem Divine. Divine bắn trượt một viên. Vâng, Divine bắn trượt một viên. Trả ra quả flash và gọi hội. Như vậy là Divine đang gọi hội rồi. Bây giờ Divine chỉ có hai mạng là sẽ là một round thắng thôi. Và chúng ta xem Divine bắn trượt hai viên rồi. Hỏng rồi. Và tiếp theo đẩy ra. Vâng, tiếp tục Glaivor bắn sấy lôi. Không thể tưởng tượng được. Bây giờ thì lửa được trả vào. Divine có cho mình một mạng Jim Liu. Nhưng Cream Z lại hạ gục được CP. Tiếp tục Divine có double kill riêng mình rồi. Giờ là tiếng hoa. Vâng, Divine có triple kill. Chưa có triple kill. Và chỉ có double kill thôi. Mình nhìn nhầm. Bây giờ tiếng 3v3. Olof Peter còn 10 máu. Vâng, Olof còn 10 máu. Tiếp tục là tình huống Dennis hạ gục được Kibe. Giờ thì hai thành viên của team Fnatic yếu máu. Và tiếp tục thì Olof có cho mình mạng của Divine. Giờ thì khó rồi. Vâng, Divine bắn trượt khá nhiều viên off trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì Glaivo back về với một pha spray rất là lỗi. Vâng, cái pha spray vừa rồi của Glaivo mình không thể tin được, không giết được ai. Bây giờ thì Dupri. Dupri có một mạng. Vâng, nhưng tỷ số chắc chắn sẽ là 17-18 dành cho Fnatic thôi. Không thể tin được. Divine bắn trượt hai viên off rất là đáng tiếc. Rất nhiều lợi thế dành cho Divine.
Tại có lẽ là nhảy ra nhìn thấy nhiều địch quá, nếu biết bắn thằng nào. Lần nào cũng thấy ba ông, bốn ông đi giặt ra hàng bắn trượt. Không thể tin được. Bây giờ tỷ số là 17-18, tiếp tục là một mắt voi khác dành cho Astralis. Liệu họ có tận dụng này không? Tình huống vừa rồi mà Divine có được cho mình một mạng sớm thôi thì mọi thứ có lẽ đã khác biệt rất nhiều rồi. Bây giờ thì bom lửa được trả ra, nết được trả ra rất nhiều. Và Divine đang bỏ lại khu vực mid này. Chỉ một mình Olomester. Úi giời, quả nết, quả nết. Úi giời, vâng, quả nết chất lượng. Và một tình huống stack và Glaive lại pick được Olomester từ rất sớm. 5v4 rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Không còn cơ hội nào tốt hơn cho các thành viên Astralis để chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay nữa. Divine đang có một góc kê. Đó là một tình huống kê thẳng lên khu vực nhà đen. Có vẻ như đây là một round đấu mà Fnatic đang muốn đánh bom xe A. Tuy nhiên thì thực sự ở cái map Inferno này không thể nói trước điều gì. Tại vì từ bom xe A về bom xe B và từ bom xe B sang bom xe A nó rất gần. Thường thì ở map Inferno này sợ nhất Tactic đó là Tactic fake bom. Và đó cũng là Tactic hiệu quả nhất ở map Inferno này. Đó là việc fake bom tầm khoảng 30 giây. Đánh vào một bom, sau đó thì chạy ngược về bom còn lại. Bây giờ thì bắt đầu chiếm mid đến từ Fnatic rồi. Đây đúng như tôi dự đoán, bắt đầu quắc về. Quắc về bom sai B. Tuy nhiên Astralis họ đang bắn rất an toàn, họ đang bắn 2B. Vâng, 2B ở một bên luôn. Xác định cho đối phương vào bom và sau đó đi take sau. Đây là một cái pha mà cố gắng first pick. Đây là một tình huống cố gắng first pick, không ai đứng ở trong side cả. Cố gắng first pick người và sau đó thì lợi thế người bắt đầu về cứu bom. Và bây giờ Ziv Bunny. Vâng, nghề của Ziv là nghề Bunny rồi. Và chúng ta xem Ziv. Vâng, tiếp tục là một tình huống Bunny. Và bây giờ Ziv nằm xuống và Divine rồi. Này thì Bunny bố mới cho mình Bunny thoải mái luôn. Vâng, Divine tuyên bố là bố mới cho mình Bunny thoải mái luôn. Bây giờ thì tràn vào tại CP chuẩn bị các bạn. CP có được một mạng nhưng đổi ngay được một mạng đến từ Blusa. 2v4. Vâng, bây giờ thì Blusa không yếu máu rồi. Tiếp tục là thiếu stack và nhìn đây, nhìn đây, tiếp tục thì bom. Vâng, tỷ số là 19-7 đánh cho Astralis. Vâng, một thiếu stack cực kỳ hậu quả và tỷ số là 19-7. Lại một trận đấu nữa cực kỳ cay cấn sau trận đấu giữa Nip và Astralis. Và bây giờ thì lại là một trận đấu nữa cực kỳ đau tim. Astralis lại có cho mình một chiến thắng, một màn comeback không thể tưởng tượng được. Đầu tiên là họ thua 15-13, sau đó thì họ có một tình huống clutch 1v3, và đó là chính là kỳ đào. Liên tiếp là những tình huống clutch 1v3 thành công. Không thể tin được ngày hôm nay thì Fnatic để bị clutch quá nhiều. Những tình huống clutch 1v3 là quá nhiều. Còn CP hôm nay có một trận đấu quá hay. Olof ở bắn ở bom xe B cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì bom xe A đang là một điểm yếu, đó là Grimzed. Grimzed bắn bom xe A, à không phải nhầm, đó là Dennis. Dennis bắn bom xe A không tốt tí nào trong trận đấu ngày hôm nay. Khá là đáng tiếc. 2 pa clutch 1v3 thành công.